Cách giữ lửa cho mối quan hệ yêu xa. Điều số 1 đó chính là hãy làm những hoạt động vui vẻ cùng nhau. Có thể là các bạn thường xuyên xem phim online cùng nhau vào mỗi tối nè, hoặc là các bạn sẽ làm những cái hành động gì đó có ý nghĩa và mang cái tính chất là tạo ra cái sự tinh thần tích cực cho người kia. Có thể là các bạn làm những cái món quà gì đó và gửi đến nơi của họ, hoặc là các bạn sẽ thường xuyên trao đổi quà với nhau để mà mình luôn biết rằng là cái người đó họ luôn xuất hiện trong cuộc sống của mình, thay vì là những lời hỏi thăm mỗi ngày. Thật ra hỏi thăm mỗi ngày nó cũng là một cái điều rất là cần thiết, nhưng mà nó chỉ là lời nói thôi, tụi mình không có cầm nắm được, nên là hãy làm những cái gì đó mà đối phương có thể cảm nhận được cái tình cảm của mình và công sức của mình vào trong đó. Điều số 2 đó chính là nhắn tin và hỏi thăm mỗi ngày. Nói chung là mình nghĩ tình yêu xa ấy khó để mà các bạn có thể vun đắp và phát triển tình cảm. Các bạn chỉ có thể giữ lửa và giữ tình cảm đến khi nào mà các bạn có cơ hội để mà gặp lại nhau thôi. Nhưng mà để nói là phát triển tình cảm, để cho tình cảm nó lớn hơn trong cái trường hợp yêu xa, nó rất là khó, thậm chí có thể là gần như là không có cách luôn ấy. Nên là các bạn phải luôn luôn khẳng định và luôn luôn dành thời gian cho người kia. Cả hai phải suy nghĩ và sẽ phải làm như thế luôn để giữ cái sự cân bằng, chứ không phải là chỉ có một người làm rồi một người nhận, một người nhắn, một người hỏi, một người trả lời. Phải có sự cân bằng, hỏi qua hỏi lại, trao qua trao lại thì mọi thứ nó mới luôn ở một cái mức ổn định. Thà nó không có đi lên chứ nó còn đi xuống nữa là thôi xong luôn á. Điều số 3 đó chính là mang những suy nghĩ tích cực. Yêu xa nhiều khi là không có cảm giác an toàn là đúng, nhưng mà thay vì cứ ngồi ở đó suốt ngày cứ lo sợ là người đó sẽ lừa dối mình, lo sợ là người ta sẽ ngoại tình á, thì các bạn hãy cố gắng tập trung vào mình và có những suy nghĩ tích cực. Thí dụ như là không có cái dấu hiệu gì rõ ràng, hoặc thậm chí là chẳng có một cái dấu hiệu gì luôn mà các bạn vẫn ngồi đó lo sợ là các bạn đang sai và các bạn đang tự phá hủy mối quan hệ của chính mình. Các bạn chỉ nghi ngờ và các bạn chỉ đi tìm kiếm câu trả lời khi thực sự các bạn cảm thấy có dấu hiệu rất đáng ngờ và các bạn cảm thấy là ok, cái người đó họ thực sự có nhiều vấn đề và họ có dấu hiệu lừa dối mình, thì lúc đó mới là những cái lúc mình xử lý những cái chuyện quan trọng hơn. Còn những lúc bình thường, cái mối quan hệ này đang rất là bình thường, thì đừng có những cái suy nghĩ tiêu cực chen vào. Điều số 4 đó chính là cả hai hãy chủ động cho người kia những cảm giác an toàn. Cái này là mình phải chủ động mình làm thôi, và người kia cũng nên làm như thế với mình. Cái này nó là cái sự tác động nên cần đến từ cả hai phía để mà các bạn luôn cảm thấy người kia họ luôn ở bên cạnh mình. Nói chung là các bạn yêu nhau thì các bạn phải tự giác trao nhau những cảm xúc ổn định và tích cực, thì cái mối quan hệ của các bạn yêu xa nó mới mong là mọi thứ nó vẫn sẽ bền vững như thế, chứ nó không có bị chông chênh hoặc là nó sẽ không có bị rạn nứt.